hôm nay khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Học sinh hai trường đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tới trường học vào hôm nay 20 tháng 10. Đề nghị cho phép quán ăn, quán cà phê được bán tại chỗ. Thị trường chứng khoán đi ngang. Thì người nào mà dùng cái mạng xã hội để thực hiện cái hành vi bịa đặt, loan truyền điều biết rõ là sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của người khác theo quy định tại điểm E khoảng 2.106 thì có thể bị phạt tù từ 1 đến 3 năm. Chào mừng quý vị đến với chương trình Nóng hôm nay của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực No. 1. Mở đầu chương trình hôm nay ngày 20 tháng 10 như thường lệ là một điểm tin với những thông tin đáng chú ý sau đây. Hôm nay ngày 20 tháng 10, kỳ họp thứ Hai Quốc hội khóa 15 sẽ chính thức khai mạc. Trước đó, chiều ngày 19 tháng 10, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp này. Tại buổi họp báo, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết dự kiến kỳ họp thứ hai diễn ra từ ngày 20 tháng 10 và bế mạc vào ngày 13 tháng 11. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kỳ họp thứ hai được tổ chức theo hình thức kết hợp họp trực tuyến và họp tập trung, chia thành hai đợt. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành 7 ngày cho công tác lập pháp, xem xét, thông qua hai dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết theo quy trình tại một kỳ họp, xem xét cho ý kiến đối với 5 dự án luật. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành 10 ngày để xem xét các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát về các vấn đề quan trọng khác, chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. 242 học sinh khối lớp 1, 2, 6, 9, 12 trường tiểu học Thạnh An và trung học cơ sở Trung học phổ thông Thạnh An, huyện Cần Giờ sẽ tới trường học trong hôm nay, ngày 20 tháng 10. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng ứng phó khi phát sinh ca bệnh theo phương án đã được ngành y tế hướng dẫn, thẩm định. Kiểm soát nguồn lây từ bên ngoài, huy động các nguồn lực có sẵn tại địa phương để chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các trường thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Để tới trường trong sáng nay, học sinh tại hai trường thực hiện xét nghiệm COVID-19 từ hôm qua. Lãnh đạo hai trường cho biết đều đã chuẩn bị sẵn sàng để học sinh đi học trở lại. Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam VCCA vừa có công văn kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống trong địa bàn được mở cửa hoạt động bình thường. Trong những năm qua, ẩm thực là một trong những ngành kinh tế có tiềm năng tăng trưởng tốt, mỗi năm đóng góp khoảng 15% GDP cả nước. Những thiệt hại kinh tế mà dịch bệnh COVID-19 gây ra cho ngành ẩm thực đến nay vẫn chưa có thống kê, đánh giá cụ thể nào. Theo Sở Công Thương, thành phố có khoảng 7.500 doanh nghiệp, hàng chục ngàn hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống. Thống kê của Sở cho thấy, doanh thu dịch vụ ăn uống 8 tháng qua chỉ đạt 32.075 tỷ đồng, giảm 20,3% so với cùng kỳ. Do kinh doanh sụt giảm, hàng loạt doanh nghiệp ngành hàng F&B phải đóng cửa, trả mặt bằng hoặc thu hẹp kinh doanh. VCCA nhận định, ẩm thực đang nằm trong nhóm ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19, đặc biệt phân khúc nhà hàng. Do đó, VCCA xin kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn mở cửa hoạt động bình thường trong giai đoạn bình thường mới. Giá vàng ngày 19 tháng 10 bất ngờ tăng mạnh trong bối cảnh đồng USD suy yếu. Cuối giờ chiều theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới dao động ở mức 1.781 USD một ounce, tăng khoảng 17 USD một ounce so với hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 49 triệu đồng một lượng. Cùng chiều với đà tăng của giá vàng thế giới, vàng miếng SJC cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh, tăng thêm 200.000 đồng một lượng so với hôm qua. Hiện giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 57,3 triệu đồng một lượng, bán ra 58 triệu đồng một lượng. Theo đó, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới quy đổi gần 9 triệu đồng một lượng. Thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục đi ngang. Kết phiên VN Index giảm 0,2 điểm xuống còn 1.395,33 điểm. HNX Index tăng 2,12 điểm lên 387 điểm. Upcom Index tăng 0,23 điểm lên 99,6 điểm.
Mặc dù mức giảm của chỉ số VN Index là không đáng kể, nhưng điều đó cho thấy nhóm cổ phiếu vốn hóa cao chưa sẵn sàng để bật lên chỉ số vượt lên đỉnh lịch sử. Nhìn vào từng nhóm ngày trong phiên hôm nay, các nhóm ngành như bảo hiểm, bất động sản, ngân hàng được xem là những điểm sáng khi thu hút khá nhiều dòng tiền của nhà đầu tư. Ở chiều ngược lại, nhóm thép và dầu khí gặp áp lực chốt lời ngắn hạn sau chuỗi tăng nhờ kỳ vọng hưởng lợi từ giá hàng hóa và đầu tư công. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn với tổng giá trị hơn 450 tỷ đồng, chủ yếu bán các mã như HPG, VHM, SSI. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng Hôm Nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn. Tiếp theo đây, mời quý vị đến với chuyên mục Nhận định. Kính thưa quý vị, ngày 17 tháng 10, bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, đã sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook để livestream cho biết, trong buổi đối chất với ông Võ Hoàng Yên vào ngày 16 tháng 10 tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, bà bị ông này và 4 luật sư đi cùng hành hung. Vào ngày 18 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh chính thức khẳng định thông tin bà Hằng chia sẻ trên là sai sự thật và không có chuyện bà bị hành hung. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm về vụ việc cụ thể như sau. Phòng cảnh sát hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra xác minh đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra nhận thấy có một số mâu thuẫn giữa người tố giác và người bị tố giác. Do đó, cơ quan điều tra đã trao đổi với Viện Kiểm sát và tiến hành đối chất theo luật định. Quá trình tham gia đối chất vào lúc 9 giờ ngày 16 tháng 10, tại trụ sở Phòng Cảnh sát Hình sự có 2 điều tra viên và 1 cán bộ điều tra của phòng PC02, chủ trì tổ chức đối chất giữa người tố giác là bà Hằng và luật sư Hồ Nguyên Lễ, và phía người bị tố giác là ông Yên và 4 luật sư gồm Lê Thành Kính, Trần Thị Ngân Hà, Võ Thị Thu Trang và Nguyễn Minh Hưng. Trong suốt thời gian buổi đối chất, cơ quan điều tra đã đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, không có việc xô xát hành hung giữa ông Võ Hoàng Yên, các luật sư với bà Nguyễn Phương Hằng. Lúc 10 giờ ngày 18 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng cùng luật sư Hồ Nguyên Lễ đã xác nhận việc này. Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Kính thưa quý vị, việc bà Hằng bịa đặt sự việc bà bị hành hung ngay tại trụ sở làm việc của cơ quan công an là rất nguy hiểm, bởi nó có thể dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực, làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức. Đồng thời, quyền và lợi ích hợp pháp, danh dự, uy tín, nhân phẩm của các luật sư cũng như các tổ chức hành nghề luật mà các luật sư này đang công tác cũng bị ảnh hưởng theo. Chưa hết, ngay sau khi bà Hằng đăng tải thông tin vu khống như trên, một số cư dân mạng quá khích đã có những lời lẽ chửi bới xúc phạm luật sư Lê Thành Kính. Câu hỏi đặt ra là với hành động sai trái này, bà chủ của khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương, Nguyễn Phương Hằng sẽ phải đối diện với những trách nhiệm pháp lý nào? Để làm rõ vấn đề này cũng như các vấn đề liên quan, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với Thạc sĩ Ngô Minh Tín, giảng viên khoa luật đến từ Trường Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa Thạc sĩ Ngô Minh Tín, ông đánh giá hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội của bà Hằng khi nói mình bị ông Võ Hoàng Yên cùng các luật sư đi cùng hành hung ngay tại trụ sở cơ quan công an nguy hiểm như thế nào ạ? Như chúng ta cũng đã biết thì việc sử dụng mạng xã hội đấy như là một cái công cụ để truyền đạt cái thông tin hay là thể hiện cái trạng thái của một người thì hiện giờ gần như là một công cụ không thể thiếu đối với chúng ta rồi, trong cuộc sống xã hội của chúng ta rồi. Ngoài cái mặt tích cực, những cái mặt tích cực mà chúng ta có thể thấy và không thể phủ nhận được của mạng xã hội trong việc đưa truyền tải các cái thông tin, ví dụ như là trong thời gian vừa qua thì từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng đã kịp thời điều tra hay là xử lý các cái bức xúc của người dân thông qua cái việc truyền tải thông tin trên các mạng xã hội, qua đó cũng củng cố cái niềm tin vào nhà nước trong nhân dân. Tuy nhiên thì cái mặt trái của việc sử dụng mạng xã hội nó góp phần tạo nên một cái những cái hệ lụy rất là lớn hơn là những cái cách thức truyền thống. Bởi vì sao?
bởi vì là cái mạng xã hội với cái tính chất là không biên giới và số lượng người dùng rất là lớn, dẫn đến các cái thông tin, đặc biệt là các cái thông tin sai sự thật, sẽ được tiếp cận dễ dàng. Và nếu nó đến từ những người nổi tiếng, những người có tầm ảnh hưởng thì nó lại càng nghiêm trọng hơn, tại vì nó có thể tạo ra một cái định hướng trong dư luận, cũng như là do cái cộng đồng fan nó lớn, cho nên là dẫn đến cái việc là có thể là sẽ bảo vệ những cái fan này, sẽ bảo vệ cái quan điểm của những người nổi tiếng này, tạo nên một cái luồng dư luận không tốt và không đúng. Tuy nhiên thì đối với cái việc cụ thể trong cái việc mà chúng ta đang đề cập, đó là hành vi của bà Phương Hằng, thì cái việc cái hành vi của bà Phương Hằng có sai sự thật hay không thì chúng ta cần phải có thêm thông tin và phải chờ rõ ràng các bên có liên quan hoặc lên tiếng, cũng như là kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra thì chúng ta mới có thể kết luận được cái điều này. Với hành vi sai trái này, bà Hằng phải đối diện với những trách nhiệm pháp lý gì thưa ông? Nếu cái hành vi nêu trên được cơ quan chức năng xác định là bị đặt sai sự thật thì cái người thực hiện hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội vu khống theo quy định tại điều 156 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Cụ thể là theo quy định tại điểm E khoản 2 của điều 156 Bộ luật Hình sự thì người nào mà dùng cái mạng xã hội để thực hiện cái hành vi bịa đặt, loan truyền điều biết rõ là sai sự thật, nhằm xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của người khác theo quy định tại điểm E khoản 2 điều 156 thì có thể bị phạt tù từ 1 đến 3 năm. Ngoài ra thì theo quy định tài khoản 4 của điều này thì người phạm tội còn có thể bị phạt bổ sung, cụ thể là phạt tiền từ 10 triệu cho đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc là một làm một công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Trong trường hợp nếu chưa đủ cấu thành tội phạm thì cái hành vi này vẫn có thể sẽ bị xử lý vi phạm hành chính, cụ thể là phạt tiền từ 10 triệu cho đến 20 triệu đồng đối với cái hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 101 nghị định 15 năm 2020 của Chính phủ. Ngoài ra thì theo quy định của khoản 3 điều này thì người thực hiện hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hay là thông tin gây nhầm lẫn, hoặc là các thông tin do vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi này. Là một trong bốn luật sư của ông Yên, luật sư Lê Thành Kính cho biết việc mình bị vu khống như vậy đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của cá nhân ông và công ty luật của mình. Do đó, ông Kính đã làm đơn đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc xác minh xử lý việc này. Vậy cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết yêu cầu của ông Kính như thế nào và bao lâu thì có kết quả chính thức ạ? Với các thông tin hiện tại mà tôi có thông qua các phương tiện truyền thông đấy, thì các bên liên quan hiện đã thực hiện cái động tác đó là tố giác cái thông tin này, trình báo cái thông tin này tới cơ quan điều tra. Thì theo quy định tại điều 145, 146, 147 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 thì cơ quan điều tra là một trong các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết cái nguồn tin về tin báo về tội phạm. Thì cụ thể theo quy định tại điều 147 thì cơ quan điều tra trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận cái thông tin phải ra một trong các quyết định, đó là khởi tố hoặc không khởi tố hoặc là tạm đình chỉ giải quyết cái việc tố giác, tùy thuộc vào cái kết quả của quá trình xác minh điều tra. Nếu cái sự việc trong trường hợp cái sự việc có cái tính chất phức tạp, có nhiều tình tiết cần phải thu thập thì có thể kéo dài đến 2 tháng. Hoặc là viện kiểm sát, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân có thể theo đề nghị của cơ quan điều tra thì gia hạn một lần nhưng không quá 2 tháng. Thưa ông, ngay sau khi bà Hằng tung tin bậy như vậy, luật sư Kính và công ty luật của mình đã bị một số cư dân mạng quá khích tấn công bằng những tin nhắn chửi bới, lời lẽ xúc phạm. Vậy ông có lời khuyên nào hay cảnh báo gì đối với những người này không ạ? Theo tôi thì không chỉ riêng là trong trường hợp này là đối với các luật sư, mà tôi nghĩ là bất kỳ một người dân nào, một người dân bình thường nào trong trường hợp thấy rằng cái quyền lợi hợp pháp của mình được nhà nước bảo vệ mà có dấu hiệu bị xâm phạm thì đều có quyền đi tố giác, đồng thời cũng có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật dân sự.
Tuy nhiên cái việc quan trọng nhất vẫn ở đây vẫn là phải đủ chứng cứ để chứng minh có hay không có cái hành vi vi phạm đó. Trong trường hợp này, cụ thể này thì rõ ràng rất khó để các bên liên quan có thể tự mình xác định được ai chủ thể nào đã nhắn tin hay điện thoại đe dọa xúc phạm, nên tốt nhất là phải tố giác trình báo cái thông tin này đến cơ quan có chức năng, cụ thể là có thể là cơ quan điều tra. Từ đó cơ quan điều tra họ có nhiều cái công cụ và giải pháp hơn để có thể xác định được nhanh chóng và chính xác các cái chủ thể đã thực hiện cái hành vi nhắn tin hay là điện thoại đe dọa xúc phạm danh dự nhân phẩm của các cá nhân hay là của tổ chức. Sau đó thì dựa vào cái kết luận và cái mức độ của cái hành vi thì chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn một trong các biện pháp như là hình sự, hành chính mà tôi mới vừa đề cập, cộng với cái việc là gì, bồi thường thiệt hại nếu mà theo quy định của bộ luật dân sự. Thưa ông có băn khoăn hay có vấn đề pháp lý gì cần nói thêm xung quanh vụ việc này không ạ? Theo quan điểm của tôi thì dưới góc độ một cái người dùng mạng xã hội để lan tỏa các cái thông tin, thông điệp của bản thân, đặc biệt là những người nổi tiếng, thì để tránh các trường hợp mà vướng vào các rắc rối liên quan tới pháp lý không đáng có thì chúng ta chỉ nên chia sẻ những cái thông tin chính xác có tính xác thực cao để hạn chế ảnh hưởng tới cái uy tín của mình. Còn dưới góc độ của người sử dụng mạng xã hội mà để tiếp cận thông tin thì chúng ta nên tiếp cận thông tin có chọn lọc cũng như là đa chiều, đa góc độ. Từ đó chúng ta nên tiếp cận các thông tin có tính xác thực cao như là đã được xác thực từ các cơ quan có thẩm quyền, và hạn chế đưa ra các cái kết luận hay các cái ý kiến mà chủ quan, mang tính chủ quan của cá nhân mình, để vừa bảo vệ cho mình vừa tránh xâm hại quyền lợi hợp pháp của những người khác. Xin cảm ơn Thạc sĩ Ngô Minh Tính. Kính thưa quý vị, hy vọng phần trao đổi pháp lý vừa rồi với Thạc sĩ Ngô Minh Tính sẽ giúp quý vị có được cái nhìn toàn diện, khách quan hơn về vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo mình bị hành hung tại trụ sở công an vừa qua. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Sống Vui Khỏe. Lắp cắp ngay. Cá mất cảnh cáp. Thiếu sức mạnh, buồn ngủ, thiếu tỉnh táo. Thiếu nước tăng lực nắm mùa, tăng thêm sức mạnh, mạnh mẽ, tuyệt vời. Tỉnh táo tức thì. Nước tăng lực number one, tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì. Thưa quý vị, nhiều người thường nghĩ rằng chỉ những người lớn tuổi mới dễ bị đau xương khớp mùa lạnh. Nhưng trên thực tế, những người trẻ cũng có thể dễ dàng mắc căn bệnh này. Để biết được những người nào dễ bị đau xương khớp mùa lạnh, mời quý vị theo dõi phần tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, trưởng đơn vị điều trị ban ngày Đại học Y Dược TP.HCM ngay sau đây. Thường là những cái bệnh lý, thứ nhất là những người lớn tuổi. Những người lớn tuổi thì cái cơ thể, cái sức đề kháng nó yếu, nó dễ phản ứng được với những cái yếu tố bất lợi, ví dụ như bên trong cũng như bên ngoài. Cho nên người lớn tuổi thì sẽ dễ bị ảnh hưởng đến cái vấn đề mà về bệnh lý cơ xương. Cái thứ hai là những người bệnh lý xương khớp mạn tính thì cái điều mùa lạnh này nó sẽ là điều kiện bộc phát là những cái bệnh lý mạn tính. Cái thứ ba là cái những người mà có một cái tiền sử với một cái cơ địa về viêm mũi xoang thì nó cũng là bộc phát. Nhưng nữa, một cái vấn đề nữa là những cái bệnh lý nền thì là mùa lạnh nó cũng gây nên ảnh hưởng. Nói chung là cái mùa lạnh nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người, thì trong đó chủ yếu là người già và những người có một cái bệnh nền là mạn tính. Thưa quý vị, chương trình Nóng Hôm Nay ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Báo Pháp Luật TP.HCM sẽ được tạm dừng tại đây. Chương trình được phát vào lúc 8 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên plo.vn, đồng thời phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật TP.HCM. Chương trình được sự tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực number one. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.